hảo tâm và bàn tay của các nghệ nhân. Thì hôm nay hệ thống tượng chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng thờ tại chùa Thiên Lạc đã được thành công viên mãn. Và hôm nay thì đệ tử Thanh Hằng Son xin được mời các thầy tăng ni cùng toàn thể nhân dân hát cùng con bài hát niềm an vui có được không ạ? Và con nghĩ là bài này thì chắc chắn là các thầy cùng mọi người có sợ thuộc ạ. Thank you.
xin cảm ơn ạ. Dạ, và để tiếp theo chương trình, xin mời ca sĩ Đức Hải thể lên thể hiện bài hát của mình.